Xin chào các bạn, hiện tại chúng ta đang có mặt tại tầng 4 của thẩm mỹ quốc tế Bali và hiện tại thì chị Huyền đang được bác sĩ tại thẩm mỹ quốc tế Bali điều trị thâm mét nửa mặt rồi, thì bây giờ chúng ta cùng xem là cái liệu trình của chị sắp xong chưa nhá. Bác sĩ ơi, chị Huyền sắp xong cái liệu trình thâm mắt nửa mặt đấy chưa ạ? Chị xong nửa mặt rồi, để mình kiểm tra lại nửa mặt của chị. Vâng, đấy các bạn có thể nhìn thấy cái tình trạng da của chị Huyền. Cho chị một cái vâng. Đây chắc là chị Huyền chị đang rất là sốt ruột với cái kết quả này rồi. Mình đang rất hồi hộp đấy. Vâng. Mình cảm thấy căng bóng nhưng mà hơi có vẫn còn cái hồng đỏ thì đến bao giờ thì nó hết đi. Cái phương pháp thoa mát này là mình sử dụng sóng và đưa nhiệt. Nên là trong cái quá trình làm là mình cái nhiệt nó sâu nó sẽ làm cái da của mình hơi ửng đỏ một chút. Và cái hiện tượng này chỉ mất tầm 30 phút là nó có thể trở về trạng thái bình thường, nên cái này chị yên tâm. Đó. Em kiểm tra da của chị có vẻ bên này lên khá là căng đấy. Chị nhìn đi. Cảm thấy là nó khác biệt đấy, nó căng bóng hơn. Đấy, nên là chị có thể nhìn rõ vào cái phần rãnh mũi má của chị này. Nó căng đấy, cái phần bên này của thực ra là đây là cái kết quả đầu tiên mình nhìn được 20%. Xong sau đấy trong quá trình mà mình chăm sóc và là mình giữ da ở nhà ấy thì nó còn kéo và vít cái cơ của mình lên nữa cơ. Đây chị cái cơ của chị đấy em làm thì này, chị nhìn cái bên này nó sẽ bị sâu hơn một chút. Đấy, còn cái phần chân chim của chị thì em thấy là cải thiện khá là nhiều. Bởi vì thực ra là cái chân chim của chị này nó mới xuất hiện thôi. Đấy, nhưng mà cái cơ của chị ấy co giãn thư giãn nó vẫn còn khá là cao nên là cái phương pháp này nó lên rất là nhanh. Kèm theo đó thì bây giờ các bạn có thể nhìn cái tình trạng da của chị Huyền. Đây, trước khi làm thoa mát thì nó như thế này. Và sau khi làm xong bây giờ thì các bạn hãy cùng xem cái cận cảnh chị Huyền sau khi mà làm thoa mát xong nhé. Chị ơi, mình có thể nhìn thẳng vào máy quay và để cho khán giả cùng được chiêm ngưỡng là hai nửa khuôn mặt của mình khác biệt như thế nào sau khi làm thoa mát xong đúng không ạ? Đó, các bạn có thể nhìn thấy cận cảnh cái tình trạng da của chị Huyền. Mình có thể che cái phần này của chị là mình vừa mới làm xong này. Và bên này là chưa làm này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy kỹ chưa? Đấy, nó sẽ thay đổi. Có rất là nhiều khán giả đang xem livestream và cũng có bình luận là ôi khác biệt quá của chị Huyền ạ. Thực sự là mình cảm thấy là ngạc nhiên với cái sự khác biệt này. Vâng. Sau một nửa mặt là mình cũng đỡ lo lắng hơn đúng không chị? Đúng rồi. Đấy. Trong khi làm một lúc xong mình cảm thấy nó cũng rất là bình thường, không có vấn đề gì gọi là lo lắng quá cả. Hy vọng là thế thì bây giờ sau này em về sẽ thì cố gắng chăm sóc tốt, cố gắng theo cái các cái quy trình mà bác sĩ đã dặn dò. Vâng. Thì bây giờ em sẽ làm nốt rửa mặt còn lại. Đấy thì em xin phép là chị là nằm xuống rồi mình sẽ điều trị tiếp. Bây giờ thì bác sĩ sẽ làm những cái liệu trình tiếp theo của nửa mặt còn lại cho chị Thu Huyền. Và các bạn hãy cùng quay trở lại với chúng tôi sau 30 phút nữa để xem toàn mặt của chị Thu Huyền đã thay đổi như thế nào sau khi làm thoa mát FLX toàn mặt nhé. Các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc có thể gọi ngay đến số hotline 0386463463 để được trực tiếp bác sĩ tại Thẩm mỹ quốc tế Bali tư vấn và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa.